mọi người, lại là Mỹ Duyên đây. Thì Mỹ Duyên đang đứng trong một công viên nội khu của phân khu Diamond Brilliant. Thì nhiều anh chị khi tới đây đều đặt rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc về cái dãy nhà thấp tầng mặt tiền của phân khu này. Thì hôm nay trong video clip này, Mỹ Duyên sẽ dẫn mọi người đi tham quan thực tế 198 căn condo villa The Glen đắt giá nhất tại Selina City, với thiết kế rất là hay nha. Một trệt 4 lầu, một hầm xe hơi riêng biệt và có tới 2-3 mặt tiền. Xin mời mọi người cùng tham quan nhé. Vậy là vừa rồi Duyên đã giải đáp một thắc mắc mà rất là nhiều anh chị hỏi Duyên là condo villa sẽ đi bằng đường nào và hầm nó sẽ như thế nào. Thì coi video clip anh chị cũng sẽ thấy là khi xe hơi chạy xuống đây, nó sẽ qua hai lớp bảo vệ để đi vào condo villa. Lớp bảo vệ thứ nhất là của bên phần chung cư, và qua lớp bảo vệ thứ hai sẽ là bên mảng condo villa. Thì Duyên đang đứng trước căn condo villa Duyên đang quay. Thì ở đây là có cửa cuốn và có cửa chính ra vào, giống như những căn Skyline Villa mà Duyên đã quay trước đó. Thì trước đây nó sẽ có cái tủ điện nữa nè. Hiện tại là Mỹ Duyên đang đứng bên trong hầm của căn condo villa. Thì diện tích sử dụng của căn hầm này nó khoảng là 78m², với sức chứa là anh chị có thể thấy là đậu được 2 chiếc xe hơi và nhiều xe máy. Thì cái hầm này Duyên cảm nhận là nó cũng rất là thoáng nha, tại vì cái chiều cao này lên tới là 4m, nó cao hơn so với những cái tầng ở phía trên. Tầng trên thì khoảng từ 3m2 cho đến 3m3 thôi, trừ cái phần thông tầng ở phòng khách ra. Tầng đây là phần cửa cuốn nè. Mọi người thấy là chưa bóp siêu luôn. Thì nếu anh chị nào mà mua căn này thì có thể tự tay bóp siêu căn nhà mới của mình luôn. Rồi, xin mời mọi người ra phần sau nha. Và đây là khu vực phía sau của cái Carrara này. Thì Duyên thấy là cũng rất là rộng rãi nha mọi người. Thì anh chị có thể làm phòng kho hay là phòng karaoke thì thích theo sở thích của mình thôi. Và bây giờ xin mời mọi người đi lên tầng trên nha. Thì căn này nó sẽ nằm ở zone 8. Thì đây là một trong những zone có view nhìn về hai công viên nội khu rất là đặc biệt. Thì riêng về Duyên thấy là cái zone này nó rất là yên tĩnh so với những cái zone mặt tiền hướng về đường N3 và công viên lớn. Thì nếu mà anh chị nào thích cái sự yên tĩnh thì đây là một cái zone nó rất là phù hợp. Còn những anh chị nào thích đông vui, nhộn nhịp hơn thì có thể chọn những cái zone khác còn lại. Thì đối với cái phòng khách này, người ta sẽ thiết kế là thông trần lên tới 6m. Thì ở đây anh chị có thể thả những cái vải đèn chùm thoải mái. Và với việc thiết kế thông trần 6m này, full kín kịch trần từ trên xuống dưới luôn nè. Thì anh chị thấy là Duyên đang đứng trong đây là không hề có đèn gì hết trơn luôn, nhưng mà nó rất là sáng. Và căn này là hướng đông bắc nên sẽ được nắng sớm nhìn trực diện về công viên lớn luôn. Thì anh chị có thể thấy ở đây là giống như những cái khu villa hay là nhà phố khác, thì họ sẽ bàn giao là hoàn thiện mặt ngoài và toàn bộ sẽ là thô bên trong, để cho gia chủ có thể tùy biến thiết kế những cái ý thích về nội thất của mình nhé. Bây giờ Duyên sẽ dẫn mọi người đi ra khu vực phía sau của căn condo này. Ở chính giữa là chủ đầu tư đã có bàn giao cầu thang bộ và một cái hố để gia chủ có thể làm thang máy, thì nó đâu đó khoảng là 2m². Và bên đây là có toilet, cái chỗ chờ toilet sẵn rồi nè, đã có đường ống. Và một điểm đặc biệt của condo villa đó chính là có đến từ 2 cho đến 3 mặt tiền. Rất là hiếm dự án nào mà có hai mặt tiền trước sau đều là view công viên hết. Thì trên layout cũ ở đây là khu vực của phòng bếp. Nếu anh chị thích riêng tư, mình có thể đưa bếp lên tầng trên
Còn ở đây thì mình có thể làm một cái phòng chức năng. Đây, cái viên mở cửa ra. Mặt sau của căn này cũng là view công viên nội khu, nhìn về phía cổng chính của Diamond Brilliant. Và ở trong đây thì chủ đầu tư họ đã bố trí rất là nhiều cái chỗ để nghỉ chân hóng mát nè, có thêm cái chòi BBQ. Và vẫn là nét đặc trưng của chủ đầu tư này, đó chính là họ làm cây xanh rất là bài bản, nhiều lớp cây xanh, hoa cỏ ở đây. Đây, xin mời mọi người cùng Duyên lên trên lầu tham quan nha. Duyên đang đứng ở trên khu vực tầng 1, thì ở đây anh chị có thể thiết kế làm khu vực phòng khách hoặc là phòng làm việc cũng được, nó sẽ đảm bảo cái tính riêng tư hơn, nhưng mà cái tầm view rất là bao quát, nhìn về hướng mảng xanh, bãi cỏ. Đây, xin mời mọi người qua bên đây. Khu vực phía sau này mình có thể thiết kế làm khu vực phòng ngủ, bởi vì ở đây đến 5 phòng ngủ và 7 toilet thiết kế cho một gia đình đa thế hệ. Và như Duyên nói lúc nãy thì anh chị có thể bố trí trên đây là khu vực bếp, nó sẽ đảm bảo được cái tính riêng tư hơn nếu mà anh chị nào không thích người khác nhìn thẳng trực tiếp vào khu vực bếp của mình. Rồi, ở đây là ban công view công viên, thì mọi người có thể thấy đó, tất cả những cái ngóc ngách trong căn nhà này đều có hướng là công viên nội khu mảng xanh. Hiện tại là Duyên đang đứng ở trên khu vực tầng 3, thì bố trí của tầng 2 và tầng 3 nó cũng sẽ tương đối giống nhau, thì Duyên sẽ quay tầng 3 cho mọi người ha. Thì ở đây là khu vực không gian của phòng master, bởi vì nó có cái thiết kế chỗ toilet rộng hơn so với tầng dưới nè. Ở đây anh chị có thể bố trí một tấm nằm cũng được. Đây, và bên đây là khu vực ban công của phòng master. Như Duyên nói trước đó thì tất cả các ngóc ngách và căn phòng nào cũng sẽ đều có hướng về view công viên. Đối với cái căn này thì nó sẽ hướng về dãy Skyline Villa, sảnh lễ tân của tháp A4. Rồi, xin mời mọi người qua bên đây. Bên đây cũng sẽ là một phòng, anh chị có thể thiết kế là một phòng chức năng với diện tích nó tương đối nhỏ hơn một chút. Cũng sẽ có ban công. Hiện tại là Duyên đang quay giấc trưa nhưng mà nó cũng rất là mát, bởi vì cái này là hướng Tây Nam, đón gió. Và bây giờ Duyên xin mời mọi người đi tham quan tầng cuối cùng, cũng là một tầng rất là đặc biệt trong căn nhà này. Xin mời mọi người. Trên khu vực tầng này nó sẽ có bao gồm hai phần sân thượng, thì anh chị có thể bố trí phòng giặt hay là phòng thờ trên đây cũng được. Thì mình sẽ tham quan khu vực sân thượng đầu tiên. Buổi trưa mà ra đây gió lồng lộng luôn á mọi người. Ở đây thì anh chị có thể bố trí phòng giặt nè, hoặc là một cái khu vườn nhỏ trên đây cho gia đình cũng được. Đây, qua đây. Bên đây là một cái sân thượng rộng hơn, rất là thoải mái luôn ha. Thì trên đây anh chị có thể tổ chức những bữa tiệc thân mật cùng với gia đình và bạn bè, với một khung cảnh hướng về view công viên nội khu và gió thổi mát mẻ như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng. Vậy là Duyên vừa review nhanh đến mọi người thực tế một căn condo villa tiêu chuẩn. Thì hiện tại là giá thành những cái căn tiêu chuẩn nó còn khoảng là 23 cho đến hơn 24 tỷ một căn. Riêng đặc biệt những căn gốc lên đến 31 tiền thì giá thành sẽ cao hơn, từ 35 đến 38 tỷ. Nếu anh chị nào muốn tham quan thực tế hoặc là hỗ trợ về thông tin thì cứ liên hệ với Duyên nha. Duyên xin cảm ơn mọi người.